Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình ngày hôm nay đang là chiếc tai nghe HD 201 đến từ hãng sản xuất âm thanh Sennheiser của Đức. Và nếu như bạn nào mà trong thời gian vừa qua mà đã có dịp đi lựa chọn hoặc là mua cho mình một chiếc tai nghe để có thể cho mình nghe nhạc hoặc là tặng cho người khác, đặc biệt là những bạn nào mà đã có cái túi tiền eo hẹp thì chắc chắn sẽ phải khổ sở vì cái việc mà chọn một chiếc tai nghe sao cho vừa đáp ứng được cái tiêu chí vừa hay, vừa có thương hiệu mà trong khi lại phải thật là rẻ. Và nếu như bạn là một trong số những người mà đang đi tìm kiếm những chiếc tai nghe với nhu cầu như vậy thì mình tin rằng chiếc HD 201 mà mình sẽ giới thiệu ngày hôm nay là một trong số những ứng cử viên sẽ sáng giá nhất trong cái tầm giá dưới 1 triệu. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau mở hộp chiếc tai nghe này. Khác với những dòng tai nghe HD lần trước mà mình đã có dịp giới thiệu với các bạn thì lần này chiếc HD 201 của chúng ta lại được Sennheiser để trong một cái hộp bằng bìa. Đây là tất cả những thứ ở bên trong hộp của chúng ta. Đó, mình chỉ lấy toàn bộ thứ này ra thôi là các bạn có thể thấy là toàn bộ hộp bên trong đã trống hết rồi. Đây là một chiếc tai nghe giá rẻ, đâm ra là các bạn cũng không thể đòi hỏi quá nhiều từ bên hãng sản xuất được rồi. Và đây là tất cả những gì mà chúng ta có ở bên trong hộp của chiếc HD 201 này. Và nếu như là các bạn trước đây đã từng quen với cái sự trù phú về phụ kiện đến từ các tai nghe của các hãng khác thì khi bạn nhìn vào trong chiếc HD 201 này có thể các bạn sẽ hơi thất vọng một tí, bởi vì đi kèm với chiếc HD 201 chúng ta chỉ có duy nhất cái thứ phụ kiện này, đó là một cái jack để các bạn có thể chuyển từ cái cổng 3,5mm của tai nghe mặc định sang chuẩn 6,3mm để các bạn có thể dùng trên cái đồ dân dụng mà vốn dùng cái chuẩn này rất là nhiều. Như hầu hết những chiếc tai nghe ở trong cái tầm giá này thì Sennheiser HD 201 cũng được làm với chất liệu hoàn toàn bằng nhựa, nhưng mà tuy nhiên thì ít ra nó được mang cái mác Sennheiser. Ngay khi các bạn cầm trên tay nó, các bạn sẽ cảm thấy được cái sự tin tưởng hơn rất là nhiều. Tuy là bằng nhựa thôi nhưng mà cảm giác chiếc tai nghe làm rất là chắc chắn và đảm bảo. Các bạn không thấy các đường nét được thiết kế rất là gọn gàng và tạo cho các bạn sự tin tưởng ngay từ cái lần đầu tiên các bạn cầm trên tay. Và HD 201 thì được thiết kế khá là đơn giản. Ở hai bên cắp tai này thì các bạn có thể thấy được cái logo của Sennheiser ở cả hai bên tai này. Đệm tai thì được làm bằng chất liệu giả da thôi chứ không được như là da thật như là các loại tai nghe cao cấp khác. Và với cái kiểu màng bọc giả da như này thì các bạn cố gắng dùng cẩn thận, bởi vì với khí hậu nhiệt đới ẩm như ở nước ta thì chỉ sau một thời gian ngắn, nếu như các bạn không bảo quản kỹ thì sớm muộn gì cái lớp bọc này cũng sẽ bị bong tróc ra, nhìn trông khá là mất thẩm mỹ. Tuy là một chiếc tai nghe trong cái tầm giá khá là thấp như này nhưng mà HD 201 thì lại được thiết kế với cái vành tai nghe khá là rộng. Điều đấy thì cho phép các bạn có thể ôm trọn toàn bộ cái vành tai của bạn vào bên trong của cái vành tai này, vào bên trong của cái đệm này, chứ không phải cái vành tai bạn sẽ bị tì lên và nó sẽ gây đau và mệt cho các bạn nào mà đeo trong thời gian dài. Tuy nhiên thì đấy cũng là cái ưu điểm duy nhất của cái dạng thiết kế trên HD 201, bởi vì mặc dù có cái viền to như này nhưng mà ở phía bên dưới thì lại khá là nông. Do vậy thì dù các bạn muốn hay không thì khi các bạn đeo thì cái vành tai của bạn sẽ bị tì vào cái lớp nhựa ở dưới này vốn khá là cứng. Không sớm thì muộn gì các bạn cũng sẽ bị đau hoặc là nóng tai sau một thời gian dài. Mà tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều gì ở một chiếc tai nghe với cái giá nó rẻ mức như này. Và chiếc HD 201 mà CellphoneS đang bán hiện nay là hàng phân phối chính hãng từ công ty SV House. Do vậy các bạn có thể nhìn thấy tận 2 chiếc tem bảo hành của nhà phân phối ngay trên này. Và mình khuyên các bạn là nên giữ cẩn thận, bởi vì đây, chiếc tem này như các bạn thấy thì nó còn là tem bằng ni lông, chứ còn ở dưới này thì nó hoàn toàn là tem giấy. Và với cái vị trí khá là nhạy cảm như này thì nếu như các bạn mà không giữ gìn cẩn thận thì tem nó sẽ bay mất và đồng nghĩa với việc các bạn sẽ mất bảo hành. Do vậy đây là cái điểm mà các bạn cần chú ý khi sử dụng chiếc HD 201 này. Và nhìn chung trong cái tầm giá loanh quanh ở cái mức 500 như chiếc HD 201 này thì mình nghĩ Sennheiser đã làm khá là tốt phần việc của mình khi mà tạo ra cho người sử dụng một mẫu tai nghe với giá thành chấp nhận được, từ thiết kế cũng như chất lượng sản phẩm đạt ở mức trung bình khá và có thể chấp nhận được rất là dễ dàng. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong cho các bạn bài mở hộp với chiếc tai nghe giá rẻ Sennheiser HD 201. Và để biết thêm chính xác về giá bán cũng như các thông số kỹ thuật khác về chiếc tai nghe này, xin mời các bạn truy cập vào trang chủ của CellphoneS để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.